Xin chào các chị đã đến với các may mẹ bóng hôm nay thì mẹ bóng sẽ lên cho mình một cái mẫu bộ xét bộ cho bé gái ha cái mẫu này thì may cực kỳ là đơn giản luyện cho mình lại cái cách may rút nhúng nè cách may viền còn cái quần là hoàn toàn dựa trên cái bài quần cơ bản mà mẹ bóng đã dạy nha nên là mẹ bóng sẽ làm rất nhanh cho cái quần chỉ tập trung vào cái áo thôi tại vì cái quần là không khác gì so với quần cơ bản hết đó cái áo này thì nó không có đường sườn các chị Đó, bên sườn nó chỉ cột như thế này thôi rất là mát mẻ ha và nó là dựa trên form áo cơ bản à, may rất là dễ không có dây kéo gì hết phía sau mình sẽ xẻ như thế này để mình cột nơ chủ yếu là viền ha chủ yếu là mình sẽ tập viền à, bây giờ mẹ bóng sẽ hướng dẫn cho mình cách thiết kế cũng như là cách may cho cái mẫu set bộ này nha rồi bây giờ mẹ bóng sẽ hướng dẫn cho mình thiết kế cái quần này à, thiết kế cái bộ đồ này ha cái bộ đồ của bé gái này thì mình sẽ lấy những thông số cơ bản giống như thiết kế áo cơ bản và quần cơ bản thôi rất là dễ ha gồm có dài áo vòng cổ vòng nách vòng ngực vòng mông ngang vai dài quần vòng mông và dài quần là để thiết kế quần rồi à, bây giờ thì mình sẽ à, thiết kế ha bên này mẹ bóng có ghi một số cái công thức để cho chị em mình dễ cái phần theo dõi rồi mẹ bóng sẽ kẻ một cái đường à thẳng góc. Đường giữa thân ha. Rồi và một đường vuông góc. Rồi trên đường này mẹ bóng sẽ lấy vào cổ thân trước, vào cổ thân trước bằng vòng cổ chia 6 cộng 0.5. Vòng cổ là 26 ha chia 6 cộng cho 0.5. Mình sẽ có được một điểm ha. Rồi mình lấy vào vai bằng ngang vai chia 2 ngang vai của mình là 24 chia 2 được 12 rồi từ cái ngang vai này mình sẽ lấy hạ vai hạ vai sẽ bằng ngang vai chia 10 ngang vai là 24 chia 10 là 2,4 mình có một điểm rồi hạ cổ thân trước hạ cổ thân trước thì bằng vòng cổ chia 6 cộng 1 vòng cổ mình là 26 chia cho 6 cộng 1 mình có một điểm rồi bây giờ mình sẽ à, nối cái đường cổ này đó tuy nhiên với cái bộ đồ này thì cái cổ nó là cổ rộng hơn cổ cơ bản nên là mẹ bóng sẽ không có đánh cổ cơ bản nha tí xíu mình đánh cổ rộng luôn rồi mình sẽ nối cái phần đường vai con là từ góc cổ vai nối tới phần hạ vai rồi bây giờ mình lấy hạ nách hạ nách thì sẽ bằng À, có công thức đi đây chưa mẹ bấm chưa ghi công thức hạ nách đúng không hạ nách mình lấy từ đầu vai này mình lấy xuống bằng vòng nách chia hai vòng nách của mình là 26 mình chia hai là được 13 mình có một điểm hạ nách rồi từ điểm này mình sẽ lấy một đường vuông góc với giữa thân rồi ha cái hạ nách này thì bằng vòng nách ha hạ nách mẹ bấm ghi vào đây ha hạ nách thì bằng vòng nách chia hai tính từ đầu vai ha rồi à, bây giờ mẹ bấm sẽ đánh cong cái nách này để đánh cong nách thì mình sẽ lấy đường lấy điểm ngực à, điểm ngực thì sẽ bằng vòng ngực cộng cử động và chia cho 4, vòng ngực của mình là 55 mươi với bộ đồ này các chị có thể cộng cử động khoảng từ 4 tới 8 cm tùy vào mình muốn mặc cho bé rộng hoặc là ôm. Ở đây mẹ bấm sẽ cộng cho 5 cm để cho nó đủ là 60 ha. Cho nó tròn. Rồi mình có một điểm ngang ngực. Rồi từ cái điểm từ vai này mình kẻ thẳng xuống nè, từ đường thẳng này mình sẽ lấy vào khoảng 2 tới 2 cm rưỡi. Mình có một điểm, mình sẽ nối lên tới cái đầu vai, rồi và mình sẽ đánh cong nách Đánh cong nách này thì cái phần nách trước mình sẽ đánh cong ở trên đường thẳng này khoảng 1 xăng thôi Rồi Và mình sẽ à, vẽ sườn vẽ lai nữa ha đây mình sẽ lấy dài áo dài áo của mình là 35 Tuy nhiên cái áo này thì mình sẽ phối một cái bèo và cái bèo ở đây mẹ bóng lấy là 8 xăng thì bây giờ mình phải trừ đi 8 xăng đó ha thì 35 mình trừ cho 8 xăng của bèo thì nó sẽ còn 27 thôi 27 thôi ha à, tại vì mình có cái bèo ha mình có thêm một cái phần bèo 8 xăng nếu như mà bèo các chị muốn nhỏ thì các chị có thể lấy 6 xăng thì chỗ này mình lại lấy dài hơn rồi mình sẽ kẻ được một cái đường ngang đó nó sẽ ngắn ha, tại vì mình có nối thêm cái bèo rồi và bây giờ cái 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 phần sườn phần lai này nó sẽ dính liền tới nhau thành một đường cong à, dính liền tới nhau thành một đường cong ha các chị có thể lấy thẳng xuống à, nối thẳng xuống để mình đánh cong cho nó dễ nè đó rồi và bây giờ mẹ bấm sẽ đánh cong cái này đó, nó nó cong từ trên cái đỉnh nách này luôn nó cong xuống ở giữa thân thì nó phải vuông đó, giữa thân này nó phải vuông góc được không các chị nó sẽ cong như thế này cái bèo mình sẽ nối từ đây mình nối lên tới trên cái nách này luôn đó và cái này mình sẽ canh sợi dọc ha còn cái cổ thì mình sẽ đánh cổ tròn và cổ rộng À, ở đây từ góc cổ vai này mẹ bóng sẽ lấy vào hai xăng từ ở giữa cổ thân trước này mẹ bóng sẽ lấy xuống khoảng từ 4 tới 6 xăng tùy vào các chị muốn à, bé mặt rộng hay là mặt à, cổ nhỏ hay cổ to ha rồi và mình cũng sẽ kẻ đường vuông góc để mình đánh cong lại cái cổ cho nó rộng ha rồi mẹ bóng sẽ đánh cong lại cái cổ cho nó rộng ra tròn ha. Rồi và cái cổ này mẹ bóng sẽ may dây viền nên là mẹ bóng sẽ không cần thiết kế nẹp. Rồi, cái áo này thân trước canh sợi dọc và thân trước này mình sẽ mở gấp đôi. Đó. Chừa đường may thì mình có thể chừa đều một xăng, cái cổ này mình không chừa. Vì mình may viền ha, nên là không chừa đường may, còn lại các đường khác thì mình chừa một xăng. Rồi, thân sau nó vẽ cũng tương tự như vậy ha các chị. Thân sau thì mình cũng sẽ kéo thẳng ra. Rồi mình cũng sẽ có đường giữa thân sau. Trên này mình cũng sẽ lấy vào cổ thân sau. Vào cổ thân sau thì sẽ bằng vào cổ thân trước bằng vòng cổ chia 6 cộng 0.5. Rồi, và ngang vai thân sau thì sẽ bằng vào vào vai sẽ bằng ngang vai chia hai à, mình cũng y như thân trước luôn ha ngang vai chia hai rồi mình cũng có hạ vai bằng 1 phần 10 ngang vai rồi mình có một điểm ha rồi mình cũng sẽ nối cái phần vai con này rồi mẹ bấm sẽ à, đánh cong cái cổ À, cái cổ thân cái cổ thân trước á, thì nó lấy từ góc cổ vai lấy vào hai xăng nên là cổ thân sau mẹ bóng cũng lấy từ góc cổ vai lấy vào hai xăng rồi à, hạ cổ thân sau á, thì nó sẽ bằng à, hạ cổ thân sau thì mẹ không muốn ghi trên đây hạ cổ thân sau thì nó sẽ bằng khoảng từ 1 tới một rưỡi à, từ 1 tới một rưỡi là mình sẽ có được một điểm rồi và vì cái cái góc cổ vai này nó lấy vào nên là cái phần hạ cổ này mình sẽ lấy xuống thêm khoảng 0.5 tới 1 xăng nữa mẹ bấm sẽ lấy thêm khoảng 1 xăng nữa ha đó hạ cổ này á, hạ cổ thân sau thì nó sẽ gồm hai phần nè phần đầu tiên là cơ bản của nó là từ 1 tới một rưỡi sau đó vì cái vai này nó lấy rộng hơn nên cái cổ này mẹ bấm sẽ lấy thêm một xăng nữa và mẹ bấm sẽ đánh cong cái cổ này rồi rồi bây giờ mẹ bấm sẽ đánh cong cái phần nách tay nách tay thì từ đầu vai này mình sẽ à, lấy thẳng xuống rồi từ cái điểm thẳng này mình sẽ lấy vào khoảng một xăng rồi và mình sẽ nối ngược lên tới đầu vai phần ngang ngực thân sau thì cũng sẽ bằng ngang ngực của thân trước rồi và cái nách sau này thì đánh nó sẽ à, cạn hơn từ trên đường thẳng này mình sẽ lấy lên khoảng 2 xăng tới 2 xăng rưỡi. Nó sẽ cạn hơn thân trước nha. Rồi và tương tự như vậy, cái phần lai của mình mình cũng sẽ đánh cong giống như thân trước. Đó, phần lai tròn ha và cái này mình cũng sẽ canh sợi dọc cái bộ đồ này mẹ bóng sẽ không lấy chùm vai lấy vai cơ bản luôn mặt nhà thôi ha không có cần chùm vai cho nó phức tạp cứ lấy cơ bản cho nó dễ ha và chừa đường may thì cái cổ này mình may cổ này mình may viền nè mình cũng không chừa đường may à cái nách này hồi nãy mình cũng may viền đó các chị mình cũng không chừa đường may ha nách mình may viền mình không chừa đường may còn lại vai mình chừa một đường cong này mình sẽ chừa một để mình may với cái bèo, à, cái thân sau này á thì mình sẽ không có mở gấp đôi à, phần sườn phần giữa thân sau này mình sẽ cắt rã ra mình cũng chừa đường may một xăng để làm gì để mình à, đó thân sau nhân hai ha, thân sau nhân 2 thân trước nhân một vì mở gấp đôi nè đó thân sau nhân hai mẹ bóng sẽ cắt ra hai miếng và mẹ bóng sẽ chừa đường may phía giữa thân sau một xăng để khi mà mẹ bóng mây thì mẹ bóng sẽ sẽ ở đây cho bé dễ chui đầu đó cổ không chừa ha lai thì chừa một đó nách không chừa vai mình chừa một thân trước cũng như vậy ha đó chỗ này mẹ bóng sẽ chừa để khi mình may đường giữa thân sau này mình chỉ may tới một điểm cách cái điểm này khoảng 6 tới 8 xăng 6 tới 10 xăng luôn đó, mình sẽ may tới đây thôi ví dụ như vậy thì cái đoạn này nó sẽ mở ra để cho bé dễ chui đầu ha áo này sẽ là dạng áo sắc nách và mình sẽ may viền nách này nếu như mà áo sát nách đó thì à, các chị có thể lấy theo vòng nách này thì nó sẽ sát vào cái chân nách à, nó gần sát vào chân nách còn nếu như các chị muốn cho cái nách của bé nó thoải mái hơn thì từ cái điểm nách này các chị có thể lấy xuống một xăng ví dụ như bây giờ nếu như các chị muốn khoét cho cái nách nó rộng hơn một chút đó tại vì mình mặc áo sắt nách đó, nên là mình à, có thể là khoét nách rộng thì mình sẽ lấy xuống ở đây một xăng một xăng và mình sẽ đánh con lại cái nách này cho nó sâu xuống như thế này đó còn cái đầu vai á, thì mẹ bóng đo ngay cái điểm xương rồi nên là mình lấy ngay đó cũng được không có cần lấy vào cái xương đầu vai là nó đã vào bên trong rồi ha đó còn nếu mà mình muốn khoét nữa thì mình khoét thôi cái đó là tùy mình nha ở đây mẹ bóng sẽ lấy đúng ngay đầu vai và mẹ bóng có thể là khoét sâu hơn một chút như thế này. Mình bỏ phần này đi. Tại vì là dạng áo sát nách. Đó, còn nếu mình để thì nó ôm sát vào chân nách thôi, không có gì hết. và cái chỗ này á, cái thân trước này thì nó sẽ còn có cái phần bèo lai. Bèo lai hồi nãy á là mình bèo lai hồi nãy là mình 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 chừa 8 đúng không? Thì bây giờ mình sẽ thiết kế một cái hình chữ nhật có chiều dài thân thân trước riêng thân sau riêng ha, một cái hình chữ nhật như thế này, có chiều rộng á nó sẽ bằng cái phần mình mình trừ đi là 8 cm và cộng thêm cho 2 cm đường may, tại vì một bên là may với cái đường cong này còn một bên là mình gấp lên để mình may like nên là ở đây mình sẽ có một hình chữ nhật là 10 cm. Đó, 10 cm vì là 8 cm cộng với 2cm mây. Cộng 2 cm đường may ha. 8 2 10 xăng và chiều dài của nó chiều dài của nó thì là ở đây mình sẽ tính cái độ rút nhúng Đó, bữa hôm mẹ bóng có tính hướng dẫn mình cách tính độ rút nhúng rồi vậy thì á, cái hình chữ nhật này nó sẽ mở gấp đôi ở đây nha mở gấp đôi ở đây và nó sẽ có chiều dài bằng cái đường này nè đường cong này nè các chị sẽ đo cái đường cong này rồi mình sẽ đo cái đường này là a đúng không thì cái đường này á, nó sẽ bằng a nhân 2 mẹ bóng sẽ tính nhân 2 tại vì cái vải này là vải thô ha và cái này nó cũng tương tự như thân nó cũng sẽ mở gấp đôi như vậy luôn thì như vậy khi mình mở lên á, thì nó sẽ gấp đôi cái đường này tại vì đường này nó cũng đang một nửa cái này cũng đang một nửa này lấy a nhân 2 ha chiều dài bằng a nhân 2 và chiều rộng là bằng 8 cộng 2 và nó nhớ là mở gấp đôi ở đây nó mới đủ ha thân sau các chị cũng tính tương tự như vậy luôn hai cái dây này bằng nhau và cái phần góc nè cái phần này là phần mở gấp đôi này ha À, thì nó sẽ được nối với giữa thân còn cái phần góc này nó sẽ được nối với cái nách nên là chỗ này các chị sẽ đánh cong cho mẹ bóng như thế này đó mình sẽ đánh cong như vậy ha đó. À, và mình sẽ rút nhúng lại để mình may thì à, nó sẽ được cong như vậy để mình nối vào đây cho nó đẹp rồi vậy thì cái miếng bèo của mình là cái miếng này nha Đó, có chiều rộng bằng 10, chiều dài bằng a nhân 2 mà mở gấp đôi qua bên đây nữa nha. Rồi, chiều này là a nhân 2 nhưng mà mở gấp đôi qua bên đây nữa. Rồi như vậy là mẹ bóng đã xong cái phần áo, còn bây giờ mẹ bóng sẽ thiết kế cái quần. Cái quần của mình thì thiết kế dựa trên quần cơ bản luôn đơn giản ha. Bây giờ mẹ bóng sẽ vẽ nhanh cái quần cho mình thôi ha. Rồi, bây giờ vẽ cái quần thì mình cũng sẽ có một đường ngang ngang lưng. Rồi đường giữa thân để chia ra thân trước và thân sau. Rồi bên thân trước thì mẹ bóng sẽ lấy vào lưng thân trước bằng vòng mông chia 4 cộng 3. Vòng mông là 55 ha. Mình chia cho 4 và mình cộng thêm cho 3. 55 chia cho 4. 1 3 Rồi mình sẽ có được một điểm ha. Rồi và mình từ cái điểm này mình sẽ lấy ra hạ đáy nha hạ đáy thì sẽ bằng vòng mông cái phần này á, cái quần này là dạng quần phòng mẹ bóng sẽ lấy hạ đáy nhiều hơn một chút xíu để tạo cái độ phòng ha sẽ lấy hạ đáy bằng vòng mông chia cho 4 cộng từ 5 tới 7 xăng tùy vào mình ha đó 5 tới 7 xăng ha rồi mình sẽ có được một điểm rồi, từ đường này mình sẽ kẻ thẳng ra. Rồi từ đường ở trên lưng này mình sẽ kẻ thẳng xuống. Rồi mình lấy ra đáy thân trước, ra đáy thân trước từ khoảng 2 tới 3 cm. Rồi và mình sẽ đánh cong cái đường đáy này. Đường đáy thân trước thì đánh rất là cạn ha, tại nó không có phần mông đâu. Rồi, đánh lên tới đây ha, mình sẽ cắt cái điểm này một xăng được không ạ cách điểm đó một xăng rồi à, phần à, vào vào lưng của thân sau thì sẽ bằng vòng mông chia 4 cộng cho 5 rồi mình cũng có đường đáy này mình sẽ nối thẳng qua rồi mình sẽ hạ thẳng xuống ha và quá khỏi cái đường này một xăng đó mình sẽ kẻ một đường ngang ra đáy thân sau sẽ sâu hơn đáy thân trước một xăng rồi trên đường hạ xuống một xăng này ha thì mình sẽ lấy ra bằng ra đáy thân sau bằng vòng mông chia 10 5,5 mình có một điểm được không ạ à? chỗ này mình sẽ lấy sâu hơn một xăng nè và mình sẽ lấy chỗ này bằng vòng mông chia 10 ha có công thức ra đáy vòng mông chia 10 rồi ở trên cái lưng này thì mình sẽ à, lấy vào một xăng lấy lên một xăng rưỡi mình có một điểm lấy vào một lấy lên một rưỡi mình có một điểm và bây giờ mình sẽ nối cái lưng trước với sau này và mình sẽ đánh cong cái đáy này đáy sau thì mình sẽ đánh cong nó sâu hơn để nó chứa cái phần mông đó như thế ha rồi à, dài quần dài quần của mình là 24 đó, mình sẽ lấy từ đây mình lấy xuống là 24 mình có một điểm mình sẽ kẻ một đường ngang rồi bây giờ cái phần cửa quần này các chị có thể đo cái phần bắp, bắp đùi cho bé còn ở đây thì mẹ bóng sẽ lấy rộng để mẹ bóng may cái chun ha may cái chun cửa quần á thì mẹ bóng từ cái điểm đáy thân trước này mẹ bóng sẽ lấy thẳng xuống và lấy vào một xăng thôi đó lấy vào một xăng đó lấy thẳng xuống ha và lấy vào một xăng thì mình sẽ có được cái đường đáy của à, cái đường sườn quần của thân trước nè đó lấy vào một xăng ha rồi các chị sẽ À, đo cái đường sườn quần của thân trước này và các chị sẽ cũng lấy thẳng xuống nè từ thân sau các chị sẽ lấy thẳng xuống à, lấy vào một xăng tuy nhiên là bây giờ các chị nối á, thì các chị phải vẽ được một cái đường sườn nó bằng với của thân trước nha nên là nó sẽ vượt qua cái đường lai này một chút hai cái đường này nó phải bằng nhau để mình ráp cái ống cho nó dễ rồi và mình sẽ đánh cong lại cái lai này Đó, cái lai nó hơi xui xui xuống dày. Và cái này mình sẽ à, canh sợi dọc. Chừa đường may. Các chị sẽ chừa đường mây đáy 1 xăng, sườn 1 xăng Phần lưng này chừa bằng bảng thun cộng cho 0.5 tới 1 ha bản thun mình luồn á. Phần lai này các chị có thể chừa 1 tới 1.5 để mình may cái phần luồn cái cái thun à 5 ly đó. 5 ly thì mình có thể chừa 1 tới 1.5. Đó, thì mình chừa như vậy để mình may Đó, Chỉ có cái phần lưng này là mình chừa bằng à, bản thun nè Cộng thêm cho khoảng à, 0.5 tới 1 xăng nè Đó còn lại là mình cứ chừa một xăng ha phần lai like này mình có thể chừa một rưỡi ha rồi và mình nhớ lấy đối xứng Đó, mình nhớ lấy đối xứng ha rồi và như vậy là mẹ bốn cũng đã hướng dẫn xong cho mình thiết kế cái quần Đó thì như vậy là chúng ta đã xong bộ đồ này rồi bây giờ mình sẽ đi cắt vải để may cái bộ đồ này nha rồi sau khi mà mình cắt vải cho cái bộ đồ của bé xong thì mình sẽ có hai miếng thân sau rồi một miếng thân trước mở gấp đôi cái này là bèo một sợi của thân trước và một sợi của thân sau một bên nó sẽ là cạnh cong một bên nó sẽ là cạnh thẳng ha rồi và hai miếng quần rồi bây giờ mẹ bóng sẽ hướng dẫn may áo trước nha rồi à, phần áo này thì để mà vắt sổ đó nên cái phần vắt sổ thì các chị sẽ vắt hết chừa cái đường mình viền viền gồm có nách và cổ vậy thì mình sẽ không vắt cái phần nách và cổ còn lại là mình vắt hết ở đây thì mẹ bóng sẽ vừa may vừa vắt nha nên là mẹ bóng bỏ qua cái bước là mẹ bóng nói là phần vắt sổ nha mình cứ vắt hết đi mình chừa lại cái đường nách và đường cổ nha rồi Bây giờ mẹ bóng sẽ đặt hai cái thân sau mặt phải úp vào nhau. Mẹ bóng sẽ may nối đường giữa thân sau và nối lên đây, cách cái này khoảng 7 xăng. thì mẹ bóng dừng lại để mở ra như thế này để chui đầu ha. May tới đây 7 xăng thôi, lại mối. Rồi, còn cái sợi dây viền này á giờ cái sợi dây bèo này đó thì nó sẽ có một cạnh cong và một cạnh thẳng. Mẹ bóng sẽ đi vắt sổ cái cạnh thẳng này ha. Đó, và mẹ bóng sẽ may gấp lên một xăng hoặc là một chân vịt giống như mình lên lai đó để chút xíu nữa mình may cái bèo này vào đây thì mình khỏi cần phải lên lai đó các chị ha đó phần này giống như phần lên lai trước khi mình rút nhúng đó. mình lên lai trước đi để khi mình rút nhúng xong mình lên lai nó khó còn không thì chị nào muốn thì mình có thể đi xe bèo ở đây mẹ bóng không xe bèo thì mẹ bóng phải gấp lai lên trước nè rồi tí xíu mình rút nhúng cái đường cong này đường cong này mình sẽ may rút nhúng ha đó và mình sẽ nối với cái phần bên sườn như thế này đó thì lúc đó mình không cần phải lên lai tại vì nó nhún nhún rồi nó lên lai rất là khó nên bây giờ mẹ bóng sẽ bên cái cạnh thẳng nha mẹ bóng sẽ gấp lên một chân vịt mẹ bóng sẽ lên lai trước hai bên luôn và mẹ bóng sẽ đi rút nhún cái đường cong rút nhún bằng với cái độ cong ở trên áo rồi bây giờ mẹ bóng sẽ đi may đường đó nha rồi như vậy là mẹ bóng đã nối xong cái thân sau chỗ này mẹ bóng sẽ để hở ra như thế này nha không có may hết và mình ủi rẽ qua hai bên rồi và cái phần bèo này thì mẹ bóng cũng sẽ đi may xong cái đường thẳng ha cái cạnh thẳng mình sẽ vắt sổ may lên một chân vịt như thế này còn cái cạnh cong thì mình sẽ đi rút nhúng như thế này bây giờ mình sẽ ráp cái bèo này vào trong cái lai mình đặt hai mặt phải úp vào nhau như thế này và mình sẽ may cho nó dính vào như thế này rồi mẹ bóng mới đi vắt sổ một lần ha cả thân trước và thân sau đây thân trước mình cũng sẽ đặt cái bèo này mặt phải úp mặt phải và mình may sau đó mẹ bóng mới vắt sổ còn các chị vắt sổ trước rồi mình may cũng được không sao hết nha rồi sau khi mẹ bóng đã nối cái bèo này vào trong như thế này vắt sổ em ha bây giờ mình sẽ lật ra cái đường may mình sẽ lật lên phía trên thân và mình sẽ đi diễu 5 ly hoặc là mí một ly đều được Ở cả thân trước và thân sau sau đó mình sẽ đặt hai mặt phải úp vào nhau và mình may đường vai con nha mình may đường vai con mình sẽ diễu trước nha các chị rồi mình sẽ may đường vai con ha mẹ bóng sẽ đi vắt sổ nè đi diễu nè và may vai con rồi sau khi mà mình đã may xong cái phần lai như thế này nối phần vai và công đoạn cuối cùng mình sẽ viền cổ và viền nách nữa là xong mình sẽ chuẩn bị dây viền ha mẹ bóng thì có sẵn một cái cuộn dây viền bản ba xăng như thế này và khi viền đó tại vì á, mình sẽ cột nơ ở hai bên sườn và cột nơ ở giữa thân sau <laughs> Nên là khi viền các chị sẽ đặt dư ra một đoạn ha Dư ra một đoạn như thế này và mình may viền bình thường đó Sau khi may viền xong bên đây mình cũng cắt dư ra một đoạn và mình sẽ may hai cái đoạn này gấp lại để mình cột cái dây nơ. Đó. Bây giờ mẹ bóng sẽ đi hướng dẫn cho mình à, viền ha? Rồi bây giờ mẹ bóng sẽ hướng dẫn cho mình viền một bên nách ha, còn lại cái cổ và cái nách còn lại mình viền tương tự. Mẹ bóng sẽ có một cái sợi dây viền dài hơn cái vòng nách của mình á, đủ đủ cho mình buộc nơ nha các chị. Đó, đây nè, bây giờ mẹ bóng gấp đôi lại nè, mẹ bóng đặt một nửa nè thì nó sẽ dài ra dư thêm như thế này để cái phần mình buộc nơ. Rồi, bây giờ mẹ bóng sẽ đặt hai mặt phải ấp vào nhau. Đặt hai mặt phải ấp vào nhau ha, và mình sẽ chừa dư ra một đoạn như thế này, Đó, mình đã căng rồi ha và bây giờ mình sẽ viền cái nách, mình cũng sẽ may một đường khoảng 0.6 ha, à, một chân vịt và khi may thì mình cũng sẽ kéo ở những đoạn cong, Đó, ở những đoạn cong thì mình hơi kéo mạnh một chút xíu cho nó ôm. rồi và mình may thẳng ra phía thân sau cái phần vai này các chị có thể đẩy về thân sau ha những đoạn thẳng thì mình có thể kéo nhẹ thôi rồi tới những cái đoạn cong thì mình sẽ kéo nhiều hơn không cần làm mối đâu. Tí xíu mình đi một đường dần nữa mà. Rồi, bây giờ mình đã có rồi, các chị thấy không? Khi mình kéo thì nó có xu hướng là nó sẽ ôm vào nè, thấy không? Nó cong vào nè. Rồi, bây giờ mình sẽ gấp mép ha. Mình viền như bình thường. Đó, mình gấp hai lần như vậy là nó sẽ bọc được cái đường may của mình. Đó. Và ở ngoài này mình sẽ đi mí một ly các chị cũng sẽ bắt đầu từ cái vị trí mà mình may thôi còn cái dây này chút xíu mình sẽ may sau rồi bắt đầu mẹ bóng cũng sẽ may từ đây rồi mí một ly ha và mình cứ đi từ từ như vậy áp dụng cho cả cái cổ phía sau và cả cái nách bên kia luôn nha mẹ bóng làm một lần bên này thôi ha và mình cứ bọc từ từ ha và mình may ra phía sau rồi và tới đây nè thì mình sẽ bọc thẳng ra ngoài luôn và mình may cái dây này luôn dây này mẹ bóng đang làm bằng vải thun nha thun à, thun dây viền nó bán theo cuộn như thế này rất là tiện luôn các chị mình mua nguyên cuộn về về mình muốn viền chỗ nào mình viền Đó, nhưng mà viền khác màu còn nếu mình muốn cùng màu thì mình phải cắt trên vải rồi tới đây nè các chị thấy mình sẽ có cái bọc sẵn như thế này và mình sẽ bọc nó luôn như thế này và chạy nó ra ngoài luôn ha đó và chạy thẳng cái lai cái cái dây này ra ngoài như thế này luôn mình sẽ bọc lại như thế này luôn đó để cái dây này chút xíu nữa mình cột nơ á may cho hết cái sợi dây luôn ha mình cột nơ cho nó dài cho nó dài cho nó đẹp ha Đó, mình cứ bọc như vậy mình may hết sợi dây luôn Đó, mình may hết ra phía ngoài luôn ha các chị ra tới ngoài này thì các chị sẽ à, nếu như cái vải của các chị nó dễ tưa thì các chị sẽ gấp lên rồi hãy bọc như thế này gấp lên một lần ha xong rồi mới bọc vô được không ạ à? các chị có thấy không nè ở cái ngoài này ha mình cắt cho nó thẳng rồi và mình sẽ gấp lên. Rồi mình sẽ bọc vô như thế này để giấu cái mép. Đó, giấu cái mép này đi như thế này ha. May từ trong này may ra ngoài này luôn. Rồi còn cái phía bên còn lại nè, mình đã bọc được một bên rồi ha, nó đi ra tới ngoài như thế này rồi. Còn cái bên còn lại hồi nãy mình đang đặt như thế này thì bây giờ để cho cái chỉ trên này nó cùng chiều thì bắt buộc mình phải đi từ ngoài này vào từ ngoài này vào ha vậy thì mình sẽ bọc từ ngoài này vào ha các chị nhớ canh để nó không bị xoắn nha đây là cái mặt mình bọc nè đó canh để mình không có bị uh, bị bị xoắn chỉ nha xoắn dây nha đó nó như thế này thì mình đi từ cái ngoài này vào mình sẽ uh, gấp mép như thế này và mình bọc ở ngoài này đó nó cũng như nhau rồi các chị tới đó thì nó cũng sẽ ôm vào cái đây thôi rồi bây giờ mình sẽ may từ ngoài vào ha để cho cái chỉ trên nó cùng với nhau cho nó đẹp thôi chứ không có gì hết trơn á còn nếu mình may từ trong này ra thì mình lại phải lật cái chỉ dưới đó, nên là mẹ bóng muốn vậy nên là như vậy còn chị các chị muốn đi từ trong ra thì nó sẽ à, nó sẽ phải lật cái mặt trái ra nó may ở cái trong thì nó mới dễ may đó thì cách nào cũng được nha rồi mẹ bóng cũng sẽ bọc lại và mình sẽ may như thế này may tới trong đó thì nó sẽ gặp Và cái cổ với cái nách còn lại thì các chị cũng sẽ làm tương tự như vậy ha Cái cổ thân sau thì mình cũng sẽ dư ra một cái đoạn như vậy Cái này mà các chị có cái cử chạy viền thì nó rất là nhanh nè Nó cái cử chạy viền lắp trên này nè Mẹ bóng có cái cử đó nhưng mà à, lâu rồi không có lắp Không biết để đâu rồi á Mình lắp vô mình chạy cái viền này rất là nhanh luôn Còn mình viền tay thì hơi lâu một xíu thôi nhưng mà mỗi lần lắp ra lắp vô cũng hơi cực đó các chị mình phải lắp mình may nhiều á mình lắp một lần chứ mình may có chút xíu rồi mình lắp vô xong rồi tí xíu mình lại tháo ra thôi vậy thì may tay cho nó nhanh ở trong công nghiệp người ta đi hàng nhiều á các chị người ta sẽ tháo ra một lần người ta đi lần cả mấy ngàn hàng vậy á thì nó tiện còn mình á, mỗi lần lắp ra lắp vô may có chút xíu đó tới đây các chị thấy không nó sẽ khép lại như thế này luôn nó cuộn lại như thế này luôn mình sẽ may chồng muối qua bên đây xíu rồi và như vậy là bên đây nó cũng sẽ ra được sợi dây viền ha và và như vậy là mình đã xong được một bên bên thân như thế này và khi mặc á, thì đó, nó sẽ hở nha đó nó sẽ cột như thế này hồi nãy mẹ bóng quên thay 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 cái chỉ dưới nè nó màu đen luôn rồi, lỡ rồi. Đó, nó sẽ cột nơ ở một bên như thế này. Rất là xinh luôn á. Đó. đó, bên sườn nó chỉ có cột cái nơ vậy thôi à, nó cong lên như vậy ha. Đó và bên đây mình cũng sẽ may tương tự như vậy luôn. Nách bên này mình may tương tự, cổ này mình cũng sẽ may từ cổ sau ha. Lúc may mình cũng sẽ đặt ra một cái lượng dư như vậy đó. Mình vắt mình 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 may viền hết qua bên đây mình cũng may dư ra để mình cột nơ ở phía sau cổ sau đó và ba vị trí cột nơ như thế này ha đó rất là xinh à. bây giờ mẹ bóng sẽ may cho hai cái chỗ còn lại nha rồi đối với cái quần á thì mẹ bóng sẽ không có hướng dẫn chi tiết nữa nha tại vì cái quần này là quần cơ bản và nó có một cái video riêng hướng dẫn về cách thiết kế và may quần cơ bản rồi bây giờ mẹ bóng chỉ nói lại các bước may thôi nha các chị ở đây thì mình sẽ có là mình sẽ may ống nè mình sẽ may ống của mỗi bên đó vắt sổ hết ha mình vắt sổ hết sau đó mình bay đi may ống của mỗi bên rồi à, mẹ bóng sẽ lên lai vắt sổ lai luôn ha nói chung là vắt sổ hết may ống lên lai và luồn thun cho lai sau đó là sau khi đã lên lai và luồn thun cho lai ở cả hai ống rồi thì sẽ đặt hai mặt phải úp vào nhau may đường đáy à, được không ạ à? đặt hai mặt phải úp vào nhau may đường cong đáy À may đường cong đáy xong thì mình sẽ gấp cái lưng xuống, gấp lưng vào mặt trong ha. Và mình sẽ may lưng. May lưng thì mình sẽ may nguyên một vòng và chừa ra ba xăng để mình luồn thun. Và mình chặn thun nữa là xong. Cái quần rất là đơn giản luôn ha. Chỉ có may thun ống, may thun lưng, may đáy, may ống này thôi. Thì như vậy là mẹ bóng sẽ không hướng dẫn lại. Chị nào mà không nghe theo kịp á thì mình có thể À, vào cái list uh, video của mẹ bóng á thì nó sẽ có cái bài hướng dẫn uh, thiết kế may quần cơ bản ha còn uh, cái cách may thì mẹ bóng nói uh, sơ qua rồi đó rất là dễ ha uh, mẹ bóng nói lại nè mình sẽ may đường ống hai bên sau đó mình sẽ gập lai like lên mình may và mình luồn thun cho lai like. sau đó mình sẽ đặt hai mặt phải mình may nguyên một vòng đáy từ trước ra sau rồi mình sẽ uh, gập lưng xuống mình may đường lưng chừa ba xăng để luồn thun ha rồi bây giờ mẹ vẫn sẽ đi may cái quần này nha Rồi sau khi mẹ bóng đi may xong cái quần thì mẹ bóng đã hoàn thành xong cái bộ đồ này ha Đối với cái áo thì may cực kỳ là đơn giản và áo này thì bên sườn nó chỉ cột một cái dây như thế này thôi Mùa hè mặc rất là mát mẻ luôn các chị à, Ở phần thân sau ha, thì mình cũng viền y như cái phần vòng nách vậy đó ha Để mình cột nơ phía thân sau và mình mở cái đường này ra như thế này ha Đó thì giờ mình sẽ chui đầu cho bé rất là dễ rồi còn hai bên sườn thì mình cũng sẽ cột nơ luôn đó cái áo ha rất là cân còn cái quần thì may à, dựa trên quần cơ bản hoàn toàn không khác gì hết bo chun ống và bo chun lưng à, và chun lưng hai cái phần này may y chang nhau các chị à, mình cũng gập cái lai lên và mình cũng gập cái lưng xuống mình may một đường một vòng tròn và mình chừa khoảng 3 xăng để mình luồn thun ở dưới ống này cũng vậy ha mẹ mẹ bóng may nguyên một vòng và mẹ bóng chừa ra hai ba xăng để luồn thun đó thì mình đã xong được cái bộ đồ này rồi rồi chúc các chị sẽ thành công với cái bộ đồ rất là dễ thương này cho bé nha hẹn gặp lại các chị ở những video tiếp theo